Nói về vẻ đẹp của làng quê Việt, trong hình dung của tất cả chúng ta có sự uy nghiêm của mái đình cổ kính, có sự vững chãi của gốc đa già, có sự mát trong của bến sông và hẳn không thể thiếu sự bình yên đầy nhựa sống của cánh đồng lúa quê hương. Một năm hai vụ, lúa sinh sôi phát triển như vòng luân chuyển một đời người, từ ươm mầm như một bào thai, non nớt phất phơ như đứa trẻ, trỗi dậy ngát xanh như thời thanh thiếu nữ, vươn mình trổ bông đúng độ trưởng thành, rồi chín mùi giả đi và trở về cát bụi. Sau tất cả, bên cạnh hạt thóc vàng dâng cho đời ấm no thì có một thứ luôn quanh quẩn đọng mãi không thôi trong ký ức mỗi người quê, đó là mùi lúa. Mùi của khói lam chiều của người dân đốt rơm rạ, mùi rơm thơm phơi dọc đường làng, mùi lúa trổ đồng đồng thơm hương sữa, mùi thơm cơm mới thổi bằng nồi gang trên bếp rơm. Tất cả như hòa quyện tạo nên một thứ mùi quyến rũ mà bất kỳ ai khi nhớ về tuổi thơ đều thổn thức, mùi của ký ức. Cánh đồng lúa quê hương chứng kiến bao đứa trẻ chăn trâu nay đã trưởng thành, chứng kiến hàng bao thế hệ người nông dân sinh ra, lớn lên, bình yên sống và thanh thản ra đi. Bắt cua mùa hạ, đâm cá mùa đông, làm nùn rơm nướng cào cào châu chấu, một bức tranh quê đẹp đến nao lòng. Ngày lại ngày trôi qua, có thể không ai để ý hay nhắc lại hoặc cảm nhận rằng mình có tuổi thơ đẹp, bình yên bên cánh đồng quê. Bao năm tháng trôi qua, bao thế hệ che giả măng mọc, làng quê từng ngày đổi mới, con người trưởng thành, cuộc sống đổi thay, chỉ có cánh đồng lúa quê hương vẫn ngàn đời thơm xanh, một dáng vẻ thanh bình cuốn hút mà bất kỳ ai bắt gặp hay nhớ về đều thấy lòng bình yên đến thế.